Hello, xin chào mọi người. Hôm nay em lại xin giới thiệu với mọi người một mẫu cần mới về bên em nhé. Hàng về số lượng rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đây, mọi người nhìn này. Đây là cần Goldfish phiên bản 5H, về số lượng rất là nhiều. Em sẽ cho mọi người xem chi tiết cái cần nhé. Và giới thiệu cho mọi người cái cần đây. Mọi người nhìn này. Goldfish, cây em đang cầm là cây 6m3 của Tiger. Mọi người nhìn này, cái cán cần của mọi người được thiết kế này, có bọc mút xốp nhá, cầm đó, thì nếu mà tay đổ mồ hôi ra thì nó vẫn không bị trơn tay luôn mọi người ạ. Còn dưới đít cần này và thân cần và đầu cần là nó có cái đính đá nhìn rất là đẹp mắt. Cần này thì có tông xanh trắng mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này, nhìn giúp em cái cần này đấy. Đặc biệt với mọi người em xin giới thiệu này, bên trong cây cần đây, cái lắp của nó thiết kế này rất là chắc chắn luôn, lắp rất chặt mọi người ạ. Bình thường những cây cần tay ấy thì là nó hay bị lỏng cái nắp đầu lắm mọi người ạ. Đây, cái lắp này thiết kế này nó rất là chặt, khi nắp vào nhé thì là rút ra rất là khó luôn. Đây em cho mọi người xem cái ngọn cần. Đây mọi người nhìn này, ngọn cần là đầu ngọn chính xác chúng xoắn luôn, vân xoắn carbon nhé mọi người nhé. Cần 5H nhá, ngọn 1.5 nha mọi người nhé. Cần này rất là nhẹ mọi người ạ, cần này rất là nhẹ ạ, đảm bảo với mọi người luôn, vẫn là chất liệu carbon mà cần rất nhẹ. Mọi người mua hàng bên em sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, đảm bảo là cần sờ cần luôn là mọi người biết luôn. Và em xin giới thiệu với mọi người một cái đặc biệt của cái cần 5H Goldfish bên em, đó là như này. Khi mọi người câu ấy, em thấy là nhiều anh hay bảo với em là để cái nắp cần này, nhiều khi là rút ra xong rồi câu cá thì nó hay bị mình, nhiều khi các anh để một chỗ hay các anh hãy quên, nó hay bị mất cái nắp cần ấy. Thì bọn em cái cần này sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy cho mọi người nhé. Mọi người nhìn nha, cái đít cần này nó có một cái xoáy lỗ đằng dưới. Mục đích của nó là như thế nào? Đây, em rút cho mọi người xem. Khi mọi người rút cái cần này ra để chuẩn bị câu, mọi người sẽ có thể lắp được vào cái đít cần này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, đảm bảo với mọi người cái tác dụng này là nó sẽ vừa làm đẹp cho cây cần, vẫn có cái đầu cắm này để mọi người, đầu móc này để mọi người có thể nối vào mấy dây bảo hiểm gần tay, với cả là sẽ chống hiệu quả cho mọi người là giả sử nhà tránh trường hợp quên, nếu mọi người có quên thì mọi người cũng biết là nó dính ở đây luôn rồi. Đây, để em xoáy ra cho mọi người nhé, rất là dễ dàng, xoáy ra xoáy vào rất là dễ dàng luôn mọi người ạ. Mà khi xoáy vào nó không lỏng luôn. Này, mọi người rút thoải mái luôn. Đây. Đấy, nó còn rút cả được cái đít ra luôn đấy ạ. Đấy, em đấy cho mọi người xem. Đây, bây giờ mình nắp vào này. Khi câu xong mình nắp vào là xong. Đây, bên em về đủ.